Trang Trường mắng fan nam em và khẳng định Trường Giang bị vong sóng ốp. Cụ người mẫu Trang Trường tiếp tục ném đá nam em khi người đẹp lên tiếng chia sẻ đồng thời thương cho danh hài Trường Giang. Sau khi Trường Giang chia sẻ nam em không bình thường, thì người đẹp này cũng lên tiếng chia sẻ. Cô thừa nhận vẫn còn yêu Trường Giang và cố tình treo poster tặng hoa bánh để nam danh hài lên tiếng. Tuy nhiên khi bị Trường Giang nói không bình thường, cô rất đau lòng. Em muốn anh Giang phải nói ra điều anh đang suy nghĩ, nhưng mà nó phũ phàng và nhanh quá. Em tính trong đầu là sẽ thuê một chiếc xe gắn đèn chúc mừng sinh nhật, đặt hoa làm cho anh Giang một bữa sinh nhật hoành tráng, nhưng không cách nào gặp được hết. Hôm sinh nhật em, anh Giang đã dặn 20 tháng 4 là sinh nhật anh, em phải nhớ. Nên em bất chấp mọi thứ làm, nhưng mọi người cản lại em. Vậy mà cuối cùng hỏng hết, tặng hoa còn đi nhầm cả nhà, nam em chia sẻ. Trong scandal tình ái của Trường Giang, Trang Trường đứng về phía nam danh hài. Khi đọc được những chia sẻ của nam em, Trang Trường viết lên trang cá nhân: thương anh Giang quá, bị vong sóng nó ốp thì cũng thế nào được, ráng chịu đựng anh Giang. Em chỉ biết thầy giải vong chết oan, chứ vong sóng ốp ai biết thầy bà nào đâu. Trang Trường thương Trường Giang gọi nam em là vong sóng. Khi có một cư dân mạng bình luận, nghe ông Trường Giang nói là biết ông này thuộc dạng phụ nữ chứ không phải đàn ông, ghét nhất kiểu đàn ông đã có gan lăng nhăng mà không có gan chịu trách nhiệm, yêu con người ta cho đã rồi bỏ con gái người ta, chuyện vỡ lỡ lùm xùm giờ giống như phủi hết trách nhiệm, còn nói cái kiểu như là ông đây do nam em dụ dỗ nên động lòng mới sa ngã, nói con người ta đầu óc không bình thường, hèn khủng khiếp, phỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngay sau đó Trang Trần đã đanh thép đáp trả lại cư dân mạng này. Một thánh nữ nêu ý kiến: đi bên phải đưa ra được lý lẽ đúng, chứ đừng ăn vạ ai. Trang Trường lên tiếng mắng mỏ người bảo vệ nam em. Nam em hỏi Trường Giang, còn cơ hội nào cho em? Nam em tung bài hát mới cùng dòng chú thích khó hiểu giữa thời điểm Trường Giang lên tiếng bảo vệ Nhã Phương. Câu chuyện nam em thừa nhận yêu Trường Giang gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau thời gian dài im lặng trước những nghi vấn, mới đây Trường Giang đã có những chia sẻ đầu tiên trên báo về nguồn cơn sự việc. Theo đó, 10 khó khẳng định có thích nam em, nhưng không phải là tình yêu nam nữ. Nam danh hài đứng ra bảo vệ Nhã Phương và mong chờ bạn gái tha thứ. Trường Giang không muốn nói thêm vì chuyện tình cảm có nói gì, người đau nhất vẫn là người phụ nữ. Nhưng đến thời điểm này, người đau nhất không phải nam em mà là Nhã Phương. Tôi có thích nam em, làm việc chung thấy dễ thương, thông minh, hài hước, rồi nói chuyện kể nhiều về gia đình chia ly, những đau buồn từng gánh chịu và nhiều chuyện nữa. Tôi thấy thương thích chứ không phải yêu. Nhã Phương không nói về điều này nhưng đều chịu đựng hết. Và nam em, đây không phải là sự đau đớn của cô ấy. Cô ấy đang làm tất cả mọi trò mà Trường Giang nghĩ là người thường không ai làm vậy. Trường Giang nói hết lòng mình để mọi thứ dừng lại. Mọi chuyện đau buồn, khổ cực, đắng cay cứ đổ cho Trường Giang sẽ nhận hết, Trường Giang tâm sự. Trước thông tin này, nam em lập tức có hành động đáp trả vào khuya ngày 20 tháng 4. Top 8 Hoa hậu Trái đất không bàn luận gì đến chuyện với Trường Giang, nhưng để lại một câu hỏi đầy ẩn ý trên trang cá nhân: còn cơ hội nào cho em? Kèm theo đó, nam em cũng gắn đường link ca khúc mới của mình có tên Anh có đang lắng nghe. Bài đăng này của nam em lập tức gây chú ý và thu hút cực nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 vẫn còn lưu luyến bạn trai Nhã Phương. Tuy nhiên cũng không ít người lên tiếng chỉ trích, cho rằng người đẹp quá tàn nhẫn khi năm lần bảy lượt cố tình phá hỏng chuyện tình yêu tốt đẹp của 10 khó. Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau trước chuyện tình yêu của Trường Giang và nam em. Được Trường Giang lên tiếng bảo vệ, Nhã Phương dù thế nào cũng phải mạnh mẽ, yếu đuối để làm gì? Nhã Phương cố tỏ ra yếu đuối để làm gì, trong khi bản thân mình không tự vận động để giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan hơn, đừng ngồi đó để than vãn. Hơn một tháng qua trong showbiz Việt đã xuất hiện một chuyện tình tay ba tốn nhiều giấy mật của báo giới, Nhã Phương, Trường Giang và nam em. Người hâm mộ được dịp ngóng từng diễn biến của câu chuyện, hệt như đang đón xem một bộ phim truyền hình dài tập với độ lê thê. Ngày 20 tháng 4, Trường Giang trong câu chuyện kể trên cũng đã lên tiếng, nói về vụ lùm xùm tình ái cho dân tình được tường tận ngọn ngành. Và đây cũng là lần đầu tiên, sau nhiều ngày tháng, người ta mới thấy nam danh hài lên tiếng bảo vệ Nhã Phương. Tất nhiên, lên tiếng là một chuyện, còn đáng khen hay đáng chê thì hồi sau hãy bàn. Kể từ khi rộ lên thông tin xuất hiện người thứ ba xen vào cuộc tình với Nhã Phương,
Trong khi mọi người nháo nhác tột độ thì Nam Danh Hài lại chơi chiêu bài im lặng. Cứ im lặng thế thôi cho dân tình được dịp đón già đón non, rồi thích bàn tán ra vào cái gì cũng được. Ngỡ như sự im lặng để đi qua sóng gió, hóa ra cuối cùng lại khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, Nhã Phương lại vui vẻ đi xem show diễn thời trang. Trường Giang cho biết Nhã Phương rất buồn về scandal của anh. Tuy nhiên, dường như cách để khiến cô quên đi chuyện buồn là dành nhiều thời gian cho công việc. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi trên trang Instagram cá nhân Nhã Phương vẫn vui vẻ chia sẻ sau khi Trường Giang bộc bạch về chuyện tình tay ba. Cô viết, cố tỏ ra yếu đuối để làm gì, trong khi bản thân mình không tự vận động để giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan hơn. Đừng ngồi đó để than vãn hay làm những gì để cuộc sống của bạn thanh thản hơn. Có thể thấy, dù có scandal về tình yêu với Trường Giang và Nam Em, nhưng nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn mạnh mẽ, xem không có chuyện gì. Nhã Phương chia sẻ mạnh mẽ vượt qua giông bão của cuộc sống. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người hẳn đang thở dài ngao ngán với mối tình tay ba tréo ngoe này. Là Trường Giang yêu Nhã Phương sai cách hay là vì Nhã Phương đã chọn sai người đây? Cách đây ít ngày, nữ diễn viên tự nhủ bản thân, cái gọi là con đường không giới hạn chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn. Giữa ồn ào tình ái vi bích, Thanh Thảo lên tiếng, cứ phanh phui thêm thì người bất lợi sẽ là mình. Vì công chúng gần đây rất quan tâm đến chuyện ngoại tình phản bội, nên Thanh Thảo đã viết một status dài để chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Câu chuyện ngoại tình người thứ ba từ trước đến nay vẫn là chủ đề quan tâm của nhiều người. Đặc biệt trong showbiz Việt gần đây, vụ việc Nhã Phương, Trường Giang, Nam Em cũng gây xôn xao dư luận. Kể từ khi rộ lên thông tin xuất hiện người thứ ba xen vào giữa cuộc tình với Nhã Phương, trong khi mọi người nháo nhác tột độ thì Nam Danh Hài lại chơi chiêu bài im lặng. Trong số những ý kiến của cộng đồng mạng, quan điểm của ca sĩ Thanh Thảo thu hút rất nhiều sự chú ý. Theo đó, cô khẳng định trong chuyện ngoại tình, người được lợi nhất vẫn là đàn ông trăng hoa. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Thanh Thảo đã nhận được rất nhiều sự đồng tình của công chúng. Cô viết, phụ nữ, dù có vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ thì chung quy cũng là phụ nữ. Nuôi giấu một tâm hồn yếu đuối, rất dễ sa ngã bởi những lời đường mật. Đàn ông bản năng là thích chinh phục cái đẹp và chỉ muốn có thêm chứ không hề muốn bớt. Và họ có rất nhiều cách để người phụ nữ yếu đuối ngã vào lòng họ. Dù biết chọn con đường này sẽ chỉ mãi là người đến sau, nhưng nhiều phụ nữ vẫn cam lòng. Đàn ông ăn vụng thường hay có thói quen kể lể về cuộc sống không hạnh phúc với vợ con, hôn nhân trên bờ vực thẳm, thậm chí còn cho nhân tình đọc cả tin nhắn, bằng chứng về những trận gây gỗ không hồi kết với vợ, để nhân tình đông đầy hy vọng sẽ xoán ngôi vợ nhà không xa, hay là những lần lén lút vụng trộm đầy kích thích cho cả hai, những món quà giá trị được tặng kèm như kiểu em rất quan trọng đối với anh, nên anh sẵn sàng chia tiền mua trang sức hay quà đắt tiền cho em. Chứ vợ nhà thì không có đâu, hay là những hứa hẹn chúng ta ráng vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng nhau để chờ lúc danh chánh ngôn thuận, xin cho anh một đứa con để gắn bó lâu dài. Thậm chí có ông còn không ngần ngại ra mắt cả người thân, bạn bè cô nhân tình mới, để cô ấy tin rằng địa vị không thua gì vợ nhà, mà gắn chặt thêm tình cảm, chịu đựng mọi thiệt thòi, cuối cùng người được lợi vẫn là các ông trăng hoa. Thanh Thảo cho rằng người đàn ông trăng hoa ngoại tình luôn được lợi nhiều nhất trong chuyện tình cảm. Rồi sẽ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là người phụ nữ lại thêm một lần thấy tội và dứt chân không ra khỏi vũng bùn, hoặc sẽ tự trọng mà dứt khoát vĩnh viễn. Là tôi sẽ chọn giải pháp thứ hai, chấm dứt ngay mối quan hệ đó khi nhận ra sự hèn hạ, dù trong lòng còn yêu cách mấy, còn hiếu thắng cách mấy cũng cố mà vượt qua. Bởi vì cuối cùng người nhận đắng cay sẽ là mình, tại sao lại phải vì một người đàn ông mà tự hành hạ chính mình, lúc hạnh phúc nghĩ rằng chẳng ai yêu mình như thế, nên quên mất cả thế giới đang cười chê kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng lúc đắng cay chỉ nuốt ngược nước mắt vào lòng, chứ chẳng biết chia sẻ làm sao khi mình chẳng được cái quyền kêu than của người thứ ba. Thôi thà đau một lần rồi thôi, còn hơn kéo dài rồi chẳng đi đến đâu. Nhưng khi sự việc đã đổ bể, mọi lời thị phi đổ dồn vào mình, thì hãy vì lòng tự trọng của mình mà rút lui trong im lặng, ấm ức lắm chứ. Dù sao cũng từng được thề non hẹn biển, nên đành chấp nhận mọi đau khổ thiệt thòi. Rồi những năm tháng ân ái cũng là kỷ niệm, rồi những lúc hạnh phúc dâng tràn cũng đâu phải dễ quên. Những người thứ ba lúc nào cũng là người bị chê cười, rủa xả. Dù nếu thật tâm mà nói thì lỗi không chỉ có ở người nhân tình, mà còn lỗi trăng hoa của người đàn ông rất lớn, thậm chí là người vợ cũng phần nào có lỗi. Có thể là họ quá giỏi sự nghiệp nên tự cao, hoặc không chăm sóc bản thân mà chỉ suốt ngày nội trợ lem luốc để chồng chán chồng chê, hoặc chưa khéo léo để giữ chân người chồng.
Nhưng khi sự việc đưa ra ánh sáng, người thứ ba sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả. Chưa hết, cô còn khuyên người thứ ba đã lỡ sa vào lưới tình thì đừng cố giành giật đau đớn khi người đàn ông đã quyết định quay về với vợ con. Nên nếu chưa từng bước vào vũng bùn ấy thì hãy sáng suốt từ lúc đầu, kẻo sa ngã lưới tình, đang lẩn quẩn trong cái vòng đó thì khó lắm, chẳng ai khuyên được đâu. Nhưng nếu được thì rút ra càng sớm càng tốt, tránh mọi sự ê chề. Hãy tin rằng còn rất nhiều người đàn ông phù hợp chờ mình ở thì tương lai. Còn đã trải qua thú đau đớn thì hãy xem đó là một kinh nghiệm sống trong cuộc đời, cũng là một trải nghiệm quý giá để hiểu ra rằng cuộc sống không hề đơn giản như mình nghĩ. Và khi đã chấm dứt thì hãy dứt hẳn, hãy ra đi trong im lặng, dù tức tối vô cùng chỉ muốn phanh phui tất cả, khi chính cái người đàn ông đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, chối bỏ mọi ái ân đã qua để một mình gánh chịu hậu quả, còn anh ta quay về năn nỉ vợ là xong và diễn tiếp hình ảnh gia đình hạnh phúc bất chấp sóng gió. Còn mình cứ phanh phui thêm thì người bất lợi sẽ là mình, nên hãy dùng sự tự trọng mà bảo vệ danh dự cho mình. Đừng tỏ ra quỵ lụy đau đớn hay cố giành giật những gì không thuộc về mình. Đừng tạo thêm bất cứ sự chê cười nào chỉ về phía mình nữa, vì phụ nữ là đáng để được tự hào, đáng được yêu thương, đáng được trân trọng. Búp bê thanh thạo nói thêm.